anh chị trong buổi chiều hôm nay thật là tuyệt vời đúng không ạ? 1.000 ca cô bác và anh chị đã có mặt ở trong buổi chăm sóc sức khỏe chủ động. Chúng ta chính là bác sĩ của chúng ta. Chúng ta không là ai hết ạ. Vâng, Tâm xin chia sẻ một chút về bản thân của Tâm. Tâm sinh ra lớn lên trong môi trường gia đình là ngành y. Gia đình của Tâm thì có phó sư bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương rồi. Bố là dược sĩ, mẹ là bác sĩ. Anh em gia đình đều là ngành y ạ. Không ai là ngành y cả. Nhưng mà dao sắc không ngọt được chui. Bố Tâm thì là bị ca đại tràng cũng như là tai biến mạch máu não. Thì Tâm nhà Tâm bán thuốc từ năm 1990. Nhưng mà thực sự là Tâm vẫn khao khát đau đáu rằng là tại sao mỗi một ngày càng nhiều người dân họ lại sử dụng thuốc bệnh mãn tính không lây nhiều như vậy. Và Tâm cứ khao khát tìm kiếm cơ hội đó. Thế thì cũng loanh quanh một vài công việc khác nữa thì Tâm đã tìm đến được với cả Cyberwellness. Nó là nhân duyên phúc phần đến thời điểm ạ. Tâm biết từ năm 2016 nhưng mà Tâm không tham gia và không quan tâm, bởi vì lúc đấy mình vẫn yêu cái ngành y lắm ạ. Mình vẫn yêu cái tây y nhiều hơn ạ. Và sau đó thì khi mà Tâm đến với Cyberwellness ấy, thì đầu tiên cái sản phẩm đầu tiên mình quan sát xem là thấy Novomin, thấy rất nhiều người quan tâm đến Novomin, tại sao nó là sản phẩm hot. Mà với một cái tính gọi là bệnh nghề nghiệp thì Tâm hay kiểm tra xem thành phần nó là cái gì, thì mình thấy thành phần và công thức nó cũng không có gì đáng gọi là đặc biệt cả. Nhưng mà cô bác và anh chị có biết không, Tâm uống 10 viên mỗi một ngày, chia hai lần sau bữa ăn, thì Tâm có dùng khoảng 3 đến 5 ngày thì trời ơi, không thể tưởng tượng nổi là nó đau bụng dưới như thế nào. Nó đau bụng mà phụ nữ thì sợ nhất là phụ khoa và da liễu đúng không ạ? Thì mình không bị, mình biết là mình không bị phụ khoa, nhưng trong đấy mình nó viêm nhẹ hay như nào đó mình không biết được đúng không ạ? Thế thì Tâm đau kinh khủng khiếp của bác và anh chị ạ. Đau đến nỗi mà thực ra tái mặt tái mũi, và cứ đi vào toilet một tí, đi tiểu một tí thôi, xong lại đi ra, đi tiểu một tí lại đi ra, nó không thể đi nổi ấy. Và cuối cùng là Tâm phi đến phòng khám người quen để Tâm siêu âm chụp chiếu xem có vấn đề gì không. Thì bác sĩ siêu âm có nói rằng là chẳng có vấn đề gì cả, không có viêm nhiễm, không có một cái biểu hiện gì hết cả, nhưng không hiểu tại sao lại đau như vậy. Và Tâm vào toilet thì nó ra ọc ọc máu ra, nó như kiểu một cái mụn ấy cô bác và anh chị nhé, nó như kiểu mụn nó vỡ ra ấy. Đó, thế xong đấy thì vỡ xong cái thì xong, ngày hôm sau như bình thường không có vấn đề gì hết cả. Thì đấy, đó là tim ở cấp độ trải nghiệm. Và cô bác và anh chị có biết rằng là khi mà Tâm bị, cô bác và anh chị hôm nay là một cái buổi chia sẻ về tim mạch. Tim mạch là một trong những cái bệnh mà rất là nguy hiểm cho bất cứ ai đúng không ạ? Và nó càng ngày nó được càng trẻ hóa. Thế thì cao huyết áp ấy, nếu cô bác và anh chị cao huyết áp thì cô bác và anh chị sẽ kiểm soát được, nhưng Tâm lại là những người mà thấp huyết áp. Và bao nhiêu cô bác và anh chị bị huyết áp thấp ạ? Vâng, xin mơ sơ một ngón tay ạ. Vâng, thế thì huyết áp thấp là cái huyết áp mà rất là chủ quan ạ. Và thường khi mà Tâm bị huyết áp thấp ấy thì Tâm bị tụt huyết áp và thèm ăn này, buồn ngủ này, ngáp như một người nghiện luôn ạ. Và Tâm có một cái phòng khám hợp tác với cả bên Ecobac ấy, thì thường xuyên phải nhờ bác sĩ truyền thuốc cho Tâm, bởi vì nó đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, không thể chịu được ạ. Và không muốn làm cái gì lúc đấy, cái đầu óc mình không tập trung làm được bất cứ cái gì luôn ạ. Nói theo quán tính thôi ạ, không nói được. Mà trong đó mình tư vấn cho bệnh nhân là uống thuốc đúng đủ đều, và mình cũng dùng thuốc nhưng cũng không cải thiện ạ. Uống rất nhiều thuốc và Tâm rất sợ uống thuốc và cũng không uống đều luôn. Đó. Thế thì mỗi lần mà lái xe ấy, về nhà thì bao giờ Tâm cũng ngủ, ngủ ly bì ạ, ngủ không biết giờ đất thì mà cứ mê man sảng, nói sảng rồi là liên thiên luôn á. Đó, thế thì và nếu như mà lúc đấy lại phải ăn nhiều ngọt. Ăn nhiều ngọt thì đồng nghĩa việc béo lên, đúng không ạ? Ăn nhiều cơm, ăn nhiều ngọt, nó cứ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn loanh quanh. Thế thì khi mà Tâm đã dùng Novomin rồi, Tâm tin vào cấp độ trải nghiệm ở bên Siri. Và Tâm bắt đầu đến dùng bộ ba thanh lọc. Dùng bộ ba thanh lọc này, dùng IQ Box này. Và Tâm rất là yêu cái sản phẩm dòng Shopen, bởi vì là trong đấy nó có một cái thành phần nó lợi khuẩn cho đường tiêu hóa. Và Tâm dùng thường xuyên hàng ngày luôn ạ. Con của Tâm bị dị ứng, Tâm cũng hòa ra, Tâm cho bôi lên mặt. Và hiện nay thì cô bác và anh chị, một cái kết quả vô cùng là tuyệt diệu. Tâm đi hành trình thịnh vượng cùng cả bên hệ thống, từ Tuyên Quang cho đến mũi Cà Mau, và Tâm lái xe và gần như là không có mệt, không có buồn ngủ, không có một cái biểu hiện gì của những cái ngày trước nữa. Vô